Vâng, em xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà trên YouTube. Hôm nay em xin mạn phép giới thiệu đến cả nhà tiếp tục là cái lô bông trang Tàu Thái Lai lá trung màu đỏ và màu vàng. Hiện tại là bông bên em đang chuyển nặng cây nha cả nhà. Đây, bông mảnh sai quặng. Đây là cây màu vàng. Cái bông của ảnh là y chang như cái bông tú cầu luôn cả nhà ơi. Ảnh nở xòe tròn qua hết trơn. Thân là ở từ mặt chậu đi lên là thân một cốt. Đây, cây bên đây cũng vậy. Bông của ảnh ôm tròn hết trơn. Bông màu vàng, bông màu đỏ. Cây ở phía trong này anh khá là cao. Anh cao mà anh có tuột nụ phía trên nữa. Tất cả đều cho tuột. Đây là tuột, mỗi một tuột là một nụ hết rồi cả nhà. Ở đây đều có một tuột. Ở đây có một tuột. Một tuột là một nụ hết. Trang nhỏ Tàu Thái Lai mà cây nhỏ chưa có bông, có một vài cây nhỏ nhưng mà vẫn có bông có nụ nè cả nhà. Lưu nhỏ thì ít tiền hơn. Đây là cây bự của em, gốc to, gốc to mà cái bông quả rất là dễ thương luôn. Rồi, có một cây rất là sai bông thì em đã cho xuống đất. Em đã đặt ảnh xuống đất. Cây này là cây đến. Đây là nguyên cái lô trang Tàu Thái Lai lá trung màu đỏ và màu vàng. Lớn nhỏ, cây cao 4 tấc, cây cao 1 tấc rưỡi. Có hai loại. Cái loại trang Tàu Thái Lai lá trung này rất là dễ chơi nha cả nhà. Cả nhà yêu thích đó thì đặt hàng bên em, ủng hộ bên em bằng cách để lại số điện thoại ở dưới cái bình luận hoặc là liên hệ trực tiếp. Số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600. Trang Tàu Thái Lai lá trung này rất là dễ chơi nha cả nhà. Cả nhà để trên bàn tiếp khách hoặc là bàn làm việc ở chỗ công sở, công ty, cơ quan mình làm á. Cái loại bông này ảnh cũng rất là say bông, thành ra là cả nhà để trên bàn làm việc ảnh liên tục bông, liên tục bông mà. Với cái màu của ảnh sáng nữa, sáng cái chỗ mình làm hoặc là phòng khách của mình á, cái màu chân rất là sáng. Rồi em chúc cả nhà có một ngày làm việc hiệu quả nhé.